Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup cái máy cân bằng APA-V2 này cho máy vay dòng Chandler này. Đây là con xuôi vẩy của mình hay vay này. Thì đây là mình vẫn đang để dòng vay như xuôi vẩy bình thường nhá. Thì mình sẽ cắm vào test cho các bạn xem. Đây, giờ mình sẽ chuyển sang dùng tay này này, tại Y6 mình bán rồi. Đây, nó sẽ lên xuống này, trái phải này. Đây, đang tắt mạch này, bật mạch này. Đó, cái trái cái phải này. Đây, bộ nó phải nha, cái trái cái phải này. Lên này, xuống này. Đó, nó lái cho xuôi vậy sẽ là như vậy. Thì nếu mà các bạn muốn bay dòng máy bay trên nơi mà kéo đầu các thứ ấy, mà có lái trái phải là ở hai phần cánh trên này, lái đuôi là ở một cái cánh dưới này thôi, là chúng ta sẽ dùng tất cả 3 servo ấy. Thì các bạn sẽ lắp như cho mình như sau. Trước tiên là các bạn rút hạ đây, các bạn cắm hai cái servo mà lái ở cánh giữa này và một cái dây chữ Y như này, cắm cái dây chữ Y đây, có một cái dây chữ Y như này. Sau đó là các bạn sẽ cứ cắm vào A1 này cho mình. Còn đây mình ví dụ cái này sẽ là một cái servo lái cánh đuôi này nhá. Kiểu đây mình không có cánh đuôi, mình sẽ giả sử như vậy thôi. Thì mình sẽ cắm vào kênh A2 này. Và các bạn sẽ cắm rút tận tin này cắm lại và các bạn sẽ nhấn giữ nút cài đặt cho mình này. Các bạn đợi nháy một đèn này. Các bạn sẽ nhấn vào này. Màu đỏ này, màu xanh cộng đỏ này, màu xanh này, màu đỏ này. Nó sẽ có 3 màu tất cả như này này. Các bạn sẽ để cho mình về cái màu xanh cộng đỏ là được. Nó sẽ là chế độ để mà bay dòng máy bay trên đời đấy. Đó, xong rồi nó sẽ nháy tiếp các đèn nháy tiếp theo. Cái này mình đã hướng dẫn chỉnh ở cái video trước rồi. Video này mình sẽ không chỉnh nữa, không hướng dẫn nữa. Mình sẽ nhấn liền để nó lưu lại thôi. Đó. Đây vẫn đang tắt mạch nhưng mà các bạn không nhìn rõ được. Bật mạch lên này. Đây các bạn nhìn nha. Lái trái phải này. Nó vẫn trái phải như bình thường nhá. Servo đuôi này sẽ không chạy nhá. Đây lên xuống này. Đó, servo đuôi nó bắt đầu chạy này. Đó. Còn nghiêng trái nghiêng phải sẽ như sau. Đây mình đang để mạch này. Đây các bạn nhìn nha. Mình sẽ để nguyên như này này. Nghiêng này. Thì con motor này nó sẽ con hai con servo cánh này nó mình hoạt động, còn servo đuôi này nó sẽ không hoạt động này. Đó. Cái này do mình bị đây, mình sẽ nhấc kia thì nó sẽ hơi khó, mình sẽ nhấc thẳng, nhấc cắm đầu chúi đầu các bạn xem này. Đây để như này nhá. Cúi đầu. Đấy. Nó chỉ có con servo đuôi hoạt động thôi. Tại vì khi nghiêng máy bay nó bị cắm đầu chúi đầu thì nó phải điều khiển được cái servo đuôi mà lái cánh đuôi đấy. Đó, các bạn nhìn này. Đó, như vậy là đúng rồi. Nên nó bị ngược chiều, nếu bạn đảo chiều lại rất dễ thôi. Đây nghiêng phải nghiêng trái này. Tại do tay mình nó không giữ được thăng bằng với cái chiều dọc này nên là nó cũng sẽ tác động đến cả servo này. Ở đây nó làm nhấc người này thì dễ nhìn hơn. Đó. Nghiêng ngay thì đây. Hai cái servo phải lái thôi. Đó. Đấy là setup cho trainer rất đơn giản như vậy thôi. Các bạn vẫn sẽ để cái chế độ nháy 7 đèn ấy về màu đỏ cho mình. Thì là mình sẽ có 3 chế độ như sau. Đây là mình sẽ thường hay bay chế độ màu đỏ, chế độ cân bằng tự động này, tức là lúc nào nó sẽ cân bằng lại máy bay dễ bay hơn này. Tắt mạch này. Đây tắt mạch là các bạn vẫn sẽ lái như bình thường này. Mạch nó sẽ không hề tác động đến servo này. Đây mạch chính hãng là nó sẽ không bị xê dịch nha, chứ còn mấy con mạch fake mình thấy khi tắt mạch này lái này là nó vẫn nhảy, servo vẫn hoạt động ấy, nên là sẽ khó điều khiển các thứ, dễ mất máy bay lắm. Các bạn nên mua mạch chính hãng này này. Đây là triệu tắt mạch này. Màu đỏ là triệu màu xanh này. Kiểu màu xanh này thì cũng gần như màu đỏ thôi. Màu xanh này là kiểu bình thường nó sẽ mạch nó sẽ không can thiệp vào đó, lúc mà máy bay mà chuẩn bị lật thì mạch nó mới can thiệp cho cân bằng máy bay lại. Đó. Setup rất đơn giản như vậy thôi. Đây, như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách setup cái mạch cân bằng A3V2 này cho máy bay trainer này. Rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ việc đảo lại cái ở cái chế độ nháy một đèn đầu tiên thôi. Còn 2-3 nếu nó bị ngược các bạn sẽ đảo chiều cái 2-3 nữa là xong. Đó, các bạn sẽ phải lấy cho mình thêm một cái dây chữ Y nữa. Đó, vậy là xong. Chào các bạn.